Chương trình tối hôm nay gồm có. Tổng thống Putin sẽ xóa sổ NATO nếu Ukraine gia nhập liên minh. Hoa Kỳ và Đức đã phá vỡ âm mưu ám sát chủ tịch tập đoàn sản xuất vũ khí của Đức. Đan Mạch sẵn sàng cấp toàn bộ hệ thống phòng không cho Ukraine. Ông Biden tuyên bố chưa sẵn sàng nói chuyện với tổng thống Putin. Ông Biden lại nhầm lẫn khi gọi Zelensky là tổng thống Putin. Trung Quốc gọi NATO là kẻ nói dối hiếu chiến. Pháp, Đức, Ý, Ba Lan phát triển hỏa tiễn hành trình tầm xa mới. Hơn 60 người Nepal mất tích khi lở đất cuốn trôi xe bus. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả đã đến với bản tin tối vào thứ sáu ngày 19 tháng 7 của kênh 60 Giây tinh Hoa. Xin chúc quý vị một buổi tối hạnh phúc và bình an. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, trang tin Defense Express mới đây đã tổng kết sau 870 ngày chiến tranh, cho biết người Nga đang phải đối mặt với những tổn thất quân sự không ngừng trên đất Ukraine. Khoảng hơn nửa triệu binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. 15.119 mục tiêu trên không của quân đội Nga cũng đã bị bắn hạ, đồng thời hàng ngàn xe tăng, xe bọc thép và xe tải cũng đã bị phá hủy bởi những người lính Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang của Ukraine đã công bố bản tóm tắt mới về tổng số tổn thất chiến đấu của đối phương từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 cho đến ngày 12 tháng 7 như sau. Cụ thể, hệ thống pháo binh Nga đã mất 15.158 khẩu pháo hạng nhẹ và nặng, 1.119 hệ thống pháo đa nòng, 888 hệ thống tác chiến phòng không, 361 phi cơ các loại, 326 trực thăng các loại, 12.035 UAV tấn công cấp chiến thuật, 2.397 hỏa tiễn hành trình, 28 chiến hạm các loại, cũng như hơn 556.650 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương. Thậm chí quân đội Nga đã mất 1.030 binh sĩ chỉ trong 24 giờ qua trên tiền tuyến những tổn thất của quân đội ông Vladimir Putin bao gồm 48 hệ thống pháo binh và 23 xe chiến đấu bọc thép chỉ trong một ngày. Trong khi đó, phía Nga cũng đưa ra rất nhiều số liệu thiệt hại của quân đội Ukraine. Trong hoàn cảnh một cường quốc hạt nhân xâm lược một quốc gia láng giềng nhỏ hơn, ban biên tập của Tinh Hoa sẽ không đưa ra các con số này, bởi đối với chúng tôi, việc một quốc gia nhỏ và yếu hơn phải căng hết sức để bảo vệ lãnh thổ và quê hương của chính mình thì sự mất mát và hy sinh là đương nhiên rất lớn, nhưng sự hy sinh này là xứng đáng và cần được tôn trọng. Nó khác với thiệt hại to lớn của một quốc gia chà đạp lên tuyên ngôn của Liên hợp quốc, chà đạp lên tự do và quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ của Ukraine. Vậy nên, việc minh bạch số liệu thiệt hại của quân xâm lược là sự công khai những vô nghĩa của một thiệt hại khổng lồ từ đội quân được mệnh danh là mạnh thứ hai trên thế giới. Ngay cả đối với những người Nga dân chủ, việc hàng trăm nghìn người lính bị tẩy não do thiếu thông tin từ bên ngoài, ngang nhiên coi lãnh thổ bất khả xâm phạm của Ukraine là đất đai của chính quốc gia mình cũng là điều ô nhục đáng xấu hổ. Tuy nhiên những tiếng nói phản chiến đã chìm nghỉm trong những bộ luật vội vàng được tạo ra ngay sau khi tiếng súng xâm lược vang lên. Kết án họ vào khung làm xấu đi hình ảnh quân đội Nga, khiến hầu như người Nga không còn chỗ cho những ý kiến đối lập bản thân lý do đưa ra cuộc chiến tranh của tổng thống Putin ngay từ đầu là phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine giờ đã hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố diều hâu sau hơn 800 ngày máu lửa. Những tuyên bố này là mong muốn xóa đi văn hóa Ukraine, xóa đi nhà nước Ukraine và xóa đi cả dân tộc Ukraine trên bản đồ thế giới của bộ sậu quan chức Moscow, từ tổng thống Putin đến phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cũng như những thượng nghị sĩ, phó thủ tướng Nga Mới đây nhất, khi chỉ trích NATO cam kết trong tương lai sẽ cấp tư cách thành viên cho Ukraine, ông Medvedev đã tuyên bố cho rằng Nga nên nỗ lực khiến cả Ukraine và NATO đều biến mất. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 7, liên minh quân sự này đã ra tuyên bố nói rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trên con đường không thể đảo ngược để hội nhập hoàn toàn khu vực châu Âu đại Tây Dương, trong đó có tư cách thành viên NATO ông Dmitry Medvedev đã đáp lại bằng lời lẽ như sau. Cách giải quyết đã rõ ràng. Chúng ta phải làm mọi thứ để con đường không thể đảo ngược của Ukraine gia nhập NATO sẽ kết thúc bằng sự biến mất của Ukraine hoặc NATO, hay thậm chí theo cách tốt hơn là cả Ukraine và NATO cùng biến mất. Vào hồi đầu năm nay, vào ngày 27 tháng 2, Tổng thống Putin cũng đã từng tuyên bố, nếu Ukraine gia nhập NATO thì thậm chí bạn không có thời gian kịp chớp mắt khi kích hoạt điều năm và tất nhiên là Tổng thống Macron không muốn như vậy, và tôi cũng không muốn thế. Vào ngày hôm qua, bà Kajakalas, thủ tướng của Estonia và là người đứng đầu cơ quan ngoại giao của EU cho biết sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO. Sự sẵn sàng của NATO trong việc đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc điều phối hỗ trợ và đào tạo an ninh sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới cả Ukraine và Nga. Ukraine phải thắng, và với sự giúp đỡ của đồng minh, nước này sẽ thắng. Đây cũng là lời tuyên chiến mạnh mẽ của bà gửi tới Điện Kremlin, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của NATO trong cuộc chiến được coi là lớn nhất sau Thế chiến thứ hai tại châu Âu. Thùng thuốc súng tại châu Âu dường như đã càng ngày càng chờ tới lúc bùng nổ. Chúng ta hãy cùng chờ xem kết cục của cuộc xung đột khốc liệt và tàn bạo bậc nhất này trong tương lai rất gần. Thưa quý vị, theo năm quan chức của Hoa Kỳ và phương Tây, đầu năm nay tình báo Hoa Kỳ đã phát hiện Chính phủ nga đã lên kế hoạch ám sát giám đốc điều hành của một nhà sản xuất vũ khí lớn của Đức, chuyên sản xuất đạn pháo và xe quân sự cho Ukraine. Âm mưu này là một trong hàng loạt các kế hoạch của nga nhằm ám sát các giám đốc điều hành công nghiệp quốc phòng trên khắp châu Âu, những người đang ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Kế hoạch này là nhằm sát hại Amin Papenger, giám đốc của công ty sản xuất vũ khí có tên là Rheinmetall. Khi Hoa Kỳ đã biết được kế hoạch này họ đã thông báo với Đức, nơi các cơ quan an ninh của nước này đã có thể bảo vệ Papenger và ngăn chặn âm mưu. Tuy nhiên, thông tin tình báo cho biết, Nga sẵn sàng ám sát công dân của các nước châu Âu và nhấn mạnh với các quan chức phương Tây rằng Moscow sẵn sàng đi xa tới mức nào trong một cuộc chiến tranh ngầm mà Nga đang tiến hành trên khắp châu Âu. Chỉ trong tháng 5 năm nay, tại Đức, những kẻ cực đoan đã phóng hỏa tòa nhà của người đứng đầu Red Metal. Hiện công ty Red Metal của Đức đang tích cực giúp Ukraine tự vệ trước quân đội Nga. Đặc biệt, công ty này cũng đã cung cấp cho quân đội Ukraine một số lượng lớn trang thiết bị quân sự, trong đó có hơn 100 xe chiến đấu bộ binh loại Marder. Ngoài ra, vào mùa hè, Red Metal cũng đã liên kết với một tập đoàn quân sự của Ukraine là Ukraine Autobahn để khai trương xưởng sửa chữa và sản xuất xe bọc thép đầu tiên. Thưa quý vị, chính quyền Đan Mạch cho biết, nước này có thể chuyển giao toàn bộ hệ thống phòng không cho Ukraine. Người đứng đầu chính phủ Đan Mạch là Mette Frederiksen đã ủng hộ cho điều này, đồng thời tuyên bố bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington cho đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Bà Thủ tướng đã nói rằng Copenhagen trước đó đã quyết định cung cấp cho Kyiv toàn bộ pháo binh của mình. Điều này được thực hiện vì quân đội Ukraine sử dụng tốt hơn Đan Mạch. Theo bà, Điều tương tự cũng nên được thực hiện với các hệ thống phòng không của Đan Mạch. Điều đáng chú ý là Đan Mạch đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine ngay từ những ngày đầu của cuộc xâm lược. Đặc biệt có thông tin cho rằng phía Đan Mạch đã chuyển giao cho Ukraine toàn bộ 19 khẩu pháo tự hành loại Caesar mà nhà nước này đang sử dụng. Ngoài ra chính quyền Đan Mạch đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong tuần này, Đan Mạch đã bắt đầu chuyển giao các loại chiến đấu cơ F16 cho Ukraine. Cùng lúc Hà Lan cũng sản xuất nguồn cung tương tự. Các chiến đấu cơ này sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine trước cuối năm nay. Hồi tháng 6 đã có thông tin cho rằng Đan Mạch và Hà Lan sẽ đầu tư 400 triệu euro vào một quỹ của Thụy Điển và số tiền này sẽ được sử dụng để sản xuất xe chiến đấu bộ binh loại CV90 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Thưa quý vị, tổng thống của Hoa Kỳ ông Joe Biden cho biết ông không có lý do chính đáng để nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin vào lúc này, trừ khi nhà lãnh đạo Nga thay đổi hành vi. Vị Tổng thống 81 tuổi đã đưa ra những nhận xét này vào hôm thứ Năm tại một cuộc họp báo riêng rất được mong đợi sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc tại Washington. Ông nói, tôi không có lý do chính đáng nào để nói chuyện với Putin ngay lúc này. Ông ấy không chuẩn bị làm gì nhiều để thích nghi với bất kỳ thay đổi nào trong hành vi của mình nhưng không có nhà lãnh đạo thế giới nào mà tôi không chuẩn bị để đối phó. Tổng thống Biden đã nói với các phóng viên khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng nói chuyện với ông Putin hay không. Nhưng tôi hiểu ý chung của anh là Putin đã sẵn sàng đàm phán chưa? Tôi không sẵn sàng đàm phán với Putin trừ khi ông ta thay đổi hành vi và ý tưởng. Putin đang có vấn đề Ông Biden nói bác bỏ những lo ngại về sức khỏe của mình, mặc dù danh sách ngày càng dài các nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đã thúc giục ông từ bỏ cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024 sau cuộc tranh luận thảm họa cùng với ông Donald Trump vừa qua. Ông Biden nói thêm, Trong cuộc chiến mà ông Putin được cho là đã giành chiến thắng, đừng bắt tôi phải đưa ra con số chính xác, nhưng tôi nghĩ rằng Nga đã chiếm được 17,3% lãnh thổ Ukraine và giờ là 17,4%. Ý tôi là xét về tỷ lệ phần trăm lãnh thổ, ông nói thêm. Ông Biden cũng cho biết ý tưởng về việc Nga sẽ thay đổi cơ bản trong tương lai gần là không thực tế. Ông nhắc lại rằng ông sẵn sàng nói chuyện với bất kỳ nhà lãnh đạo nào, kể cả Tổng thống Putin, nếu ông ta muốn nói chuyện và gọi điện cho ông. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã nhầm lẫn khi gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là Tổng thống Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, đưa ra một lời nói hớ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý sâu sắc hơn trong bối cảnh lo ngại về tuổi tác của Tổng thống. Tổng thống Biden phát biểu khi giới thiệu ông Zelensky tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Washington như sau. Và bây giờ, tôi muốn trao nó cho Tổng thống Ukraine, người có lòng dũng cảm cũng như quyết tâm. Thưa quý ông, quý bà, Tổng thống Putin. Ông Biden bắt đầu rời khỏi buộc phát biểu tại sự kiện NATO, nhưng nhanh chóng sửa lại. Tổng thống Putin, ông ấy sẽ đánh bại Tổng thống Putin. Tổng thống Zelensky, tôi quá tập trung vào việc đánh bại Putin, chúng ta phải lo lắng về điều đó. Sai lầm này xảy ra ngay trước cuộc họp báo rất được mong đợi, nơi ông Biden hy vọng sẽ xoa dịu nỗi lo của những người theo đảng Dân Chủ khác rằng ông không còn khả năng đánh bại ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 hoặc lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Cho đến nay, 13 trong số 213 đảng viên dân chủ tại Hạ viện và một trong số 51 đảng viên dân chủ tại Thượng viện đã công khai kêu gọi Tổng thống rút khỏi cuộc đua. Trong cuộc họp báo riêng vào tối hôm thứ Năm, ông Biden phải trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả khả năng của ông trong 4 năm nữa tại Tòa Bạch Ốc. Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã gặp khó khăn trong suốt hai tuần qua, kể từ khi mạng tranh luận tệ hại của ông đã diễn ra với ông Trump, đối thủ 78 tuổi của đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, hôm qua, ngày 11 tháng 7, Trung Quốc đã chỉ trích và cáo buộc NATO bôi nhọ nước này sau khi Liên minh phương Tây gọi họ là bên tiếp tay cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trước đó, trong một thông cáo tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập tại Washington, NATO ám chỉ đến những hậu quả không xác định nếu Bắc Kinh tiếp tục hành động của mình. Phản ứng của Trung Quốc ngay sau đó đã rất nhanh chóng và thẳng thừng. Một phát ngôn viên của phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu phản bác vào sáng thứ Năm dư sau tuyên bố của NATO đầy rẫy tư tưởng chiến tranh lạnh với lời lẽ hiếu chiến, khiêu khích và những lời nói dối rõ ràng là bôi nhọ. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ và lên án những cáo buộc này và đã gửi thư phản đối nghiêm khắc tới NATO. Sau đó, tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lâm Kiến, đã cáo buộc NATO có ý định xấu. Tuy nhiên, có những dấu hiệu khác cho thấy nhiều thành viên của NATO ngày càng có quan điểm rằng Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết với Điện Kremlin các nhà lãnh đạo độc tài ở Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đều ủng hộ cuộc chiến tàn khốc của Nga. Ông Stoltenberg phát biểu trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh vào hôm thứ ba. Tất cả họ đều muốn NATO thất bại, vì vậy kết quả của cuộc chiến này sẽ định hình an ninh toàn cầu trong nhiều thập niên tới. Thưa quý vị, Báo Reuters đưa tin vào ngày 11 tháng 7, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan đã tuyên bố họ đã đồng ý phát triển hỏa tiễn hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn hơn 500 km. Bộ trưởng Quốc phòng các nước đã ký một lá thư tái khẳng định cam kết của họ đối với sáng kiến này bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Những người tham gia sáng kiến này vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết. Một số quốc gia đã tăng cường sản xuất quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga và nhu cầu ngày càng tăng của Ukraine. Mục đích chính của sáng kiến này là bổ sung vào kho vũ khí của châu Âu do nhiều loại vũ khí đã bị lộ trong cuộc chiến ở Ukraine. Kho vũ khí hiện tại của châu Âu bao gồm các loại hỏa tiễn đã được cả thế giới biết như Storm Shadow của Anh, Skep của Pháp và Taurus của Đức, trong khi đó chính phủ Ukraine vẫn đang tiếp tục thúc giục các đối tác của mình cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng những loại vũ khí này. Các đồng minh của Ukraine đang chia rẽ về việc Kyiv có nên sử dụng vũ khí của phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Hiện Kyiv vẫn bị cấm sử dụng ATACMS và các loại vũ khí tầm xa khác của Hoa Kỳ để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga. Thưa quý vị, theo chính quyền Nepal, một trận lở đất do mưa lớn đã cuốn hai chiếc xe buýt xuống sông vào hôm thứ Sáu, khiến hơn 60 người mất tích người dân địa phương chỉ tìm thấy ba người thoát khỏi vụ tai nạn và đã bơi vào bờ, sau đó đưa họ đến bệnh viện địa phương để điều trị. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra ở quận Chitwan, cách Kathmandu khoảng 86 km về phía Tây. Ngoài ra, người ta cũng phát hiện thêm một chiếc xe buýt thứ ba cũng bị tai nạn lỡ đất, cách đó không xa trên cùng một đoạn đường, khiến cho tài xế tử vong. Theo chính quyền địa phương, lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thêm những người còn sống sót. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, có 41 người trên xe buýt đi từ Kathmandu đến Gawar và 24 người trên xe buýt đi từ Burgund đến Kathmandu. Cả xe buýt và hành khách đều mất tích ở sông Chesuli. Thủ tướng Nepal Bushba Kamal Dahal đã bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn trong bài đăng trên nền tảng X. Trong khi đó, tại quận Kashi, cách thủ đô 150 km về phía tây, cảnh sát cho biết có tới 10 người đã thiệt mạng khi một trận lỡ đất khác cuốn trôi ba ngôi nhà. Địa hình và mạng lưới sông ngòi của Nepal khiến cho nơi đây rất dễ xảy ra thiên tai và tình hình này ngày càng trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu trong những năm gần đây. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa đến đây đã kết thúc. Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo